Chào lại tất cả anh em ha. Hôm nay mình quay lên cho anh em tham khảo để đặt hàng ha. Anh em muốn máy móc, máy băm cỏ hay là máy xới kiểu nào đó, nếu công việc của mình nó thích hợp cái kiểu gì, nó lưỡi hay là tất cả những cái kiểu gì mà anh em cảm thấy thích hợp với đất mình thì anh em cứ gọi lại, mình làm theo nhu cầu ha. Lắp lưỡi, lắp dao, đào bồn hay là tạc luống này kia, xới đất đó, các kiểu thì anh em cứ gọi lại, để đặt hàng ha. Mình gia công tất cả cho nó như ý anh em, về làm nó mới đạt cái hiệu quả cao nhất của con máy đó. Mấy máy này cũng đang chuẩn bị làm cho ông anh ông đặt mấy bữa nay nè. Nói chung đây là mình nhận đặt hàng trước nha anh em. Nói chung là máy thì nó anh em có muốn mua, có muốn mà máy sẵn thì cũng không có ha. Nếu mà máy sẵn thì chỉ máy của Nhật Bãi nó nguyên zin này kia, thì như mấy con này nè, nó có sẵn vậy thôi. Còn làm theo nhu cầu là phải anh em phải đặt trước. Thí dụ lưỡi bao nhiêu phân, xới sâu bao nhiêu, rồi tạc qua bên, qua phía nào, phía phải, phía trái này kia, mình làm theo đúng cái nhu cầu cho anh em, như vậy nó mới đạt tốt nhất đó. Anh em cũng hiểu mình nói ha. Có gì anh em cứ kết bạn Zalo á, bên mình gia công tất cả cho nó phù hợp nhất nè, sắt thép rồi đây nè, đó, để làm dao, làm lưỡi, lưỡi chục băm đó. Xong cái nào thì mình sẽ giao theo cái đơn đặt hàng của anh em ra cái đó. Làm xong mình sẽ quay, ví dụ anh em đặt những gì thì anh em nhớ cái đó, rồi mình cũng là ghi vô sổ, nó vô sổ để ghi vô sổ để lưu lại là những thứ anh em đặt. Lúc xong mình sẽ gọi video, xong mình sẽ gọi video cho anh em xem, nó xem lại coi có đúng cái máy mà mình đặt chưa, nó đúng những cái đồ mình đã đi đặt kèm theo máy chưa. Thì nếu mà đúng á, đúng rồi bắt đầu là mình gửi hàng, tiến hành gửi hàng thôi. Anh em lưu ý điểm này ha, máy móc hay là tất cả những dao lưỡi mình thiết kế theo nhu cầu anh em đó, anh em nhất thiết là phải, anh em phải chuyển cọc, anh em nghe rõ ha, anh em chuyển cọc rồi mình mới gia công đúng theo cho cái nhu cầu của anh em ha. Còn anh em nào mà thí dụ như mà sợ chuyển cọc mà không muốn chuyển á, thì tốt nhất thì cũng đừng có gọi lại mất công ha, nó tốn thời gian thôi đó. Còn làm ăn á, thì mình tin tưởng thì làm đó, mình làm một cách tốt nhất đó cho anh em, chứ không có cái gì mà phải lo ngại hết á. Kỹ thuật mình làm thế tốt nhất cho anh em đó. Anh em muốn lắp đầu mới, đầu cũ hay là cái đầu nghĩa địa, đầu bãi gì á, tùy theo cái giá tiền thì anh em hiểu rồi đó, tiền nào của nấy đó đó. Đó, anh em nhớ cái một điểm dành cho mình là anh em cảm thấy đưa cọc để làm máy đó, thì mình sẽ chốt, mình sẽ vô sổ. Còn anh em cảm thấy không đưa cọc mà muốn làm xong rồi nhìn con máy mà làm theo nhu cầu đó, thì lúc đó mình không có lên đơn được hết anh em đó. Mình sẽ chốt đơn cho những anh em mà đặt hàng mà đưa cọc thôi. À, còn anh em nào không tin tưởng thì mình không làm thôi, chứ bây giờ cũng không biết nói làm sao nữa. Tại vì làm theo nhu cầu thì anh em hiểu rồi đó, nó rất là hiệu quả đó. Một con máy bãi nhiều khi giao lữ này kia đó, mình làm là hiệu quả. Mình thì ở Đồng Tháp ha, anh em có nhu cầu thì cứ gọi lại cho mình. Thì hôm nay cũng lâu lắm mà không có rảnh để quay video, quay clip lên, thì anh em cũng thông cảm giùm mình, tại vì mình làm, mình đặt hàng, cái khách người ta đặt hàng trước đó, rồi mình làm thôi. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em ha. Có nhu cầu thì anh em cứ mạnh dạn gọi lại, kết bạn Zalo, gọi video rõ ràng, mình làm ăn nó thực tế lắm.
chứ không có thể mà hình ảnh hay là gọi mà không thấy hình mình cũng không có muốn làm đó, gọi phải thấy hình nó máy móc như thế nào, xong rồi mình sẽ quay rõ ràng chi tiết trực tiếp luôn cho anh em coi đúng cái nhu cầu của anh em chưa, rồi mình sẽ lúc đó là mình sẽ gửi theo địa chỉ cho anh em thôi, mình gửi qua Viettel á. Rồi vậy anh em.